Để nối tiếp cho các cái chương trình dạy tiếng Trung cơ bản hôm nay thì tiếp phần 3. Tôi xin giới thiệu một số các cái câu cơ bản tiếp theo. Thứ nhất là có những câu như sau. Cung sư sớm khai mấn? Cung sư sớm hậu khai mấn, khi nào công ty sẽ khai trương? Sớm mơ sư hô là khi nào? Cung sự là công ty. Khai mấn, ở đây chữ khai mấn chúng ta có hai nghĩa hiểu. Một là nghĩa đen, có nghĩa là đẩy cái cửa ra, người ta gọi là khai mấn, mở cái cửa ra, khai mấn. Còn chỗ này chúng ta phải hiểu là công ty thì khi nào khai trương, chữ này gọi là khai trương. Chúng ta đọc lại một lần đây. Cung sư sớm mở sứ hậu khai mấn, chữ mơ này không có dấu, chúng ta đọc nhẹ. Tiếp theo chúng ta có câu khi nào thì tàu đến? Tàu đây là tàu hỏa chạy trên đường ray. Hỏa chơ là tàu hỏa. Sớm mơ sứ hâu tạo là khi nào tới, khi nào đến, tao là đến, tới. Chúng ta có thể hỏi hỏa chơ sớm mơ sứ hâu tạo. Hoặc chúng ta cũng có thể thay từ hỏa chơ vào đây là ví dụ chi chấn chơ là taxi, xe taxi thì khi nào tới, chi chấn chơ sớm mơ sứ hâu tạo. Chúng ta có thể thay vào đây là chữ xe buýt. Cung cung chi chơ là xe buýt. Sớm mơ sứ hâu tạo. Tiếp tục chúng ta có câu đã 10 phút rồi. Ý chinh là đã. Sứ phân chung là 10 phút. Lơ là rồi. Chỉ chữ lơ này chỉ hành động đã xảy ra, thời gian đã qua. Ý chinh sứ phân chung là đã 10 phút rồi. Ví dụ đã 20 phút rồi thì là Ý chinh 20 phân chung là. Ý chinh 20 phân chung là. Đã 15 phút rồi. Ý chinh 15 phân chung là. Đã 5 phút rồi. Ý chinh 15 phân chung là. Tiếp tục chúng ta có câu sau bữa trưa. Tính từ sau này nó đặt đằng sau cái danh từ. Ví dụ bữa trưa là ổ chan, bữa sáng là chào chan, bữa tối là quản chan, thì chúng ta đặt ở đằng trước cái từ ỷ hậu. Ỷ hậu có nghĩa là sau, sau cái gì đó. Ví dụ sau bữa trưa ổ chan ỷ hậu, sau bữa tối quản chan ỷ hậu, sau bữa sáng chào chan ỷ hậu. Và chúng ta cũng có thể thay cái thời gian vào đây. Ví dụ sau buổi sáng thì chúng ta có thể là chào sang ỷ hậu, sau buổi trưa là trung ủ ỷ hậu, là sau buổi chiều xa ủ ỷ hậu. Chúng ta có thể thay tính từ danh từ vào phần trước chữ ỷ hậu này. Tiếp tục chúng ta có từ thường xuyên là tráng tráng. Ví dụ tôi thường xuyên ăn sáng lúc 7 giờ. Wǒ chǎng chǎng jì diǎn chì zǎo chān. Tôi thường đi học lúc 7 giờ. Wǒ chǎng chǎng
chỉ điển sang khờ. Thường là cái từ tráng tráng này đặt trước, nó là phó từ cho nên đặt trước động từ, đằng sau có các cái tân ngữ. Tôi thường xuyên đi làm lúc 7 giờ sáng. Ủa Chào sang tráng tráng chi tiền sang bàn. Tôi thường đi ngủ lúc 10 giờ tối. Ủa Hoàn sang tráng tráng chi tiền suy chào. Tiếp tục chúng ta có từ bàn hoàn là lửa đêm. Chúng ta có thể ghép câu vào đây. Ví dụ câu như sau: Ủa tráng tráng bàn hoàn suy chào. Tôi thường ngủ lúc vừa đêm. Tiếp tục ta có từ chi tiền. Như lúc nãy chúng ta đã biết, ví dụ tôi thường đi làm lúc 7 giờ. Ủa Chào sang chi tiền sang ban. Ủa tráng tráng chào sang chi tiền sang ban. Trước thứ bảy. Và có từ chư chén là trước. Thì chúng ta đặt đằng sau cái từ thứ bảy. Xin chi liệu là thứ bảy. Ở đây tại sao người ta dùng từ liệu lại là thứ bảy mà mình thì là liệu thì nó là sáu đúng không ạ? Thường là người Trung Quốc người ta là thứ hai. Xin chi y là thứ hai. Xin chi ơ thứ ba. Xin chi san thứ tư. Xin chi sư là thứ năm. Xin chi ủ là thứ sáu. Xin chi liệu là thứ bảy. Và xin chi ten hoặc xin chi dư là chủ nhật. Từ zi qián đó là hậu tố. Chúng ta đặt ở đằng sau từ xin chi liệu thì nó là trước thứ bảy. Ví dụ sau thứ bảy thì chúng ta đọc là xin chi liệu trừ hậu hoặc là ỷ hậu. Từ ỷ hậu hoặc là dư hậu cũng đều có nghĩa là trước hoặc sau. Ví dụ từ zi qián là trước, zi hậu là sau, ỷ qián là trước, ỷ hậu cũng là sau. Chúng ta đọc lại là xin chí liệu zi qián. Ví dụ sau thứ bảy thì xin chí liệu zi hậu. Xin chí liệu zi qián. Tiếp tục chúng ta có từ cho đến ngày mai là tạo miếng thiên. Miếng thiên là ngày mai. Tạo miếng thiên là đến hoặc là cho đến ngày mai. Tiếp tục chúng ta có từ chảo. Chảo này nó có nghĩa là sớm. Ví dụ chảo chấn, chảo sang đều là buổi sáng hoặc là buổi sớm. Ví dụ chúng ta có thể nói là lý chảo. Ở đây từ chảo này có nghĩa là từ chào, xin chào vào buổi sáng. À, nói là chào buổi sáng thì nó không sát nghĩa nhưng mà chúng ta có thể hiểu nó là chào vào buổi sáng. Nhưng mà chúng ta chỉ dịch là từ chào. Tiếp tục chúng ta có từ yue chào yue hào. Đây là một cụm từ càng sớm càng tốt. Ví dụ, yue khoai yue hào, càng nhanh càng tốt. Yue zào yue hào, càng sớm càng tốt. Yue qiáng yue hào, càng mạnh càng tốt. Chúng ta có thể thay các cái tính từ vào chỗ này. Tiếp theo chúng ta có từ mẩy trâu. Mẩy có nghĩa là mỗi hàng. Ví dụ, trâu là tuần. Xin chi cũng là tuần, lì bai cũng là tuần. Ở đây chúng ta có rất nhiều cách nói tuần. Ví dụ mẩy châu là hàng tuần. Ví dụ mẩy châu y là cứ thứ hai hoặc là cứ mỗi thứ hai. Mẩy châu ơ, mẩy châu san mỗi thứ ba, mỗi thứ tư hàng tuần. Thì chúng ta dùng từ
mày đằng trước để chỉ, tức là cái hành động nó sẽ lặp đi lặp lại theo thời gian, ví dụ hàng tuần, 7 trâu. Vậy cứ thứ hai thì là mày trâu y, cứ thứ ba là mày trâu er, cứ mỗi chủ nhật là mày trâu dự, mày trâu rự, hoặc là mày xin chi dự, hoặc là mày lì bai rự. Tiếp tục chúng ta có những từ tiếp theo, ví dụ trong 5 giờ nữa là chạy ủ cửa xẻo sứ lệ. Chữ chạy lệ có nghĩa là trong khoảng, ví dụ trong khoảng thời gian nào đó thì chúng ta dùng, chúng ta cho trong cái khoảng thời gian này. Và đây ví dụ ủ cửa xẻo sứ là 5 tiếng, trong 5 tiếng, ví dụ, trong 20 tiếng. Chạy 20 cửa xẻo sứ lệ, trong 20 tiếng. Đây là một mẫu câu mà chúng ta có thể sử dụng ở trong rất nhiều tình huống. Ví dụ trong thời gian mà tôi đi nước ngoài chẳng hạn là trai của trai ngoại của cung chua lệ, trong thời gian tôi làm ở nước ngoài. Hoặc là trong khoảng 2 ngày chúng ta có thể nói là trai nẻng then lệ. Trong khoảng 1 tuần, trai y cưa lì bay lệ. Trong khoảng 1 tháng, trai y cưa yuê lệ. Trong khoảng 1 năm, trai y nén lệ. Chúng ta có thể thay cái khoảng thời gian vào trong giữa cái trai lệ này. Ví dụ, trong khoảng 2 tiếng nữa thì tôi sẽ có mặt, đúng không? Tại 2个小时内, wo hui zu xian, là tôi sẽ xuất hiện, hoặc là tôi sẽ có mặt. Tiếp tục, chúng ta có câu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Các cái thời gian mà chúng ta hẹn nhau là từ 9 giờ sáng đến 9 giờ chiều chẳng hạn. Ví dụ, chúng chào sang 9 đèn trừ xa ủ liêu đèn. Đây là một mẫu câu mà chúng ta có thể ghép với khoảng thời gian. Chúng dự từ lúc nào đến lúc nào. Ví dụ, buổi sáng là 9 giờ sáng. Chào sang 9 đèn thì chúng ta đưa cái từ chào sang lên đằng trước, chiếu đèn, 9 giờ sáng, chúng chào sang chiếu đèn, trừ xa ủ lưu đèn, buổi chiều là 6 giờ chiều, đến 6 giờ chiều là xa ủ lưu đèn, 5 giờ chiều là xa ủ ủ đèn, 1 giờ chiều là xa ủ y đèn, 2 giờ chiều xa ủ ơ đèn. Bây giờ chúng ta đọc lại. Từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Chúng chào sang 9 đèn trừ xa ủ lưu đèn. Ví dụ chúng ta cũng có thể nói là từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều là tôi đi làm, đúng không? Thì chúng ta có thể nói là của chúng chào sang chi đèn trừ xa ủ ủ đèn sang ban, là tôi đi làm từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Và chúng ta cũng có thể thay đổi cái thời gian vào trong cái chỗ này, thời điểm giờ vào trong chỗ này. Ví dụ, tôi làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Ủa, chúng chào sang 9 đèn trừ xa dự quản sang chiếu đèn. Tôi làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Đã. Tiếp tục, chúng ta có từ ly khơ hoặc ly chí.
Vậy thì nói là tôi lập tức đến ngay là ủa lý trí tạo. Hoặc là tôi lập tức làm ngay là ủa lý trí chỗ. Ủa lý trí sang bàn. Tôi lập tức đi làm. Tôi lập tức thực hiện là ủa lý trí xứ xẹn. Thực hiện. Tôi lập tức thực hiện. Sự lý khơ hoặc lý trí đều có nghĩa giống nhau. Chúng ta đây là cái từ phó từ lập tức. Tiếp tục chúng ta có từ cụm từ trong vòng 20 phút. Đó. Chúng ta cũng có thể nói từ chai đằng trước hoặc là không nói từ chai cũng được. Chúng ta có thể nói 20 phân chung lệ. Tôi sẽ đến trong vòng 15 phút là 15 phân chung lệ của huê tạo. Trong vòng 20 phút tôi sẽ tới 20 phân chung lệ của huê tạo. Tôi sẽ hoàn thành trong vòng 20 phút 20 phân chung lệ của huê hoàn thành. Tiếp tục chúng ta có từ chống lái bụ là từ trước tới giờ không bao giờ. Ví dụ từ trước tới giờ tôi chưa đến Đài Loan bao giờ. Ủa chống lái bụ lái Thái Loan. Ủa chống xảo bụ lái Thái Loan. Từ tôi từ nhỏ tới giờ không tới Đài Loan bao giờ. Tiếp tục chúng ta có từ xen tại hái mấy hiểu. Hiện tại là không có. Ví dụ chúng ta làm cái gì đó hoặc là chúng ta là sử dụng cái gì đó mà hiện tại là bây giờ chúng tôi không còn nữa thì chúng ta nói là xen tại hái mấy hiểu. Ví dụ nguyên liệu bây giờ hiện tại là không còn. Nguyên liệu xen tại hái mấy hiểu. Hiện tại là nguyên liệu bây giờ chưa có. Trong khu lì men trái lẹo xe dài hai mấy ẻo hiện tại trong kho không có nguyên liệu. Tiếp tục chúng ta sang từ tiếp theo chinh trắng có nghĩa là thường xuyên hoặc là thường thường. Chúng ta nó cũng sử dụng cái từ này cũng giống như từ trắng trắng. Ủa chinh trắng chi tiền sang ban. Tôi thường đi làm lúc 7 giờ. Tiếp tục chúng ta có tiếp tục chúng ta có từ Yu Ba Yue San Hao. Yu là vào là khoảng. Yu Ba Yue San Hao có nghĩa là ngày 8 tháng 3. Ba yue san hao thường là thời gian năm xong đến tháng xong đến ngày xong đến giờ đến phút. Đây cách nói là của người Trung Quốc. Người ta nói thường bao giờ là thời gian lớn nói trước, thời gian nhỏ nói sau. Ngược lại với người Việt Nam mình. Ví dụ vào ngày 27 tháng 7 chẳng hạn thì là yu chi yue 20 chi hao. Vào ngày 20 tháng 10 là Yu Shi Yue 20 hao. Chúng ta có thể thay thế vào đây. Tiếp tục chúng ta có từ vào cuối tuần là Zai Zhou Mo. Vào cuối tuần là Zai Zhou Mo hoặc là từ Zhou Mo là cuối tuần. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ. Chu lì châu mô ý hoại. Tiếp tục chúng ta có từ ấu ở là phó từ. Ví dụ tôi thỉnh thoảng có đi nước ngoài của ấu ở tại quốc ngoại du trai. Tôi thường đi tôi thỉnh thoảng có đi công tác nước ngoài. Du trai có nghĩa là đi công tác. Ấu ở là thỉnh thoảng. Cố ngoại là trai cố ngoại là ở nước ngoài. Của ấu ở trai cố ngoại chu trai.
Tôi thỉnh thoảng có đi vào thành phố Hồ Chí Minh, ở ở Chuy Hồ Chí Minh Sư. Tôi thỉnh thoảng có đi du lịch, ở ở Chuy Lý. Tôi thỉnh thoảng có sử dụng thuốc lá, ở ở Châu Yên. Tôi thỉnh thoảng hút thuốc. Tôi cũng thỉnh thoảng uống rượu, của ở ở hờ chèo, tức là cái thời gian mà sử dụng hoặc làm cái gì đó nó không thường xuyên diễn ra thì chúng ta dùng cái từ ở ở. Tiếp tục chúng ta có từ thí chén. Thí chén này cũng là từ phó từ, chúng ta về đặt ví dụ tôi đi trước nhé, của thí chén trò ba, tôi đi trước nhé. Tôi ăn cơm trước nhé, của thí chén chư phan, của thí chén dung chan, tôi dùng cơm trước nhé, hoặc là tôi dùng bữa trước nhé. Hoặc là ví dụ chúng ta đang đi cùng với nhau thì có việc gì đó bận thì chúng ta có thể nói là tôi đi trước nhé, của thí chén chảo ba. Tiếp tục chúng ta có từ khoảng 2 ngày là lẻng then sủa yêu, thời gian không xác định thì chúng ta thêm từ rủa yêu ở đằng sau. Khoảng 2 ngày là lẻng then sủa yêu, khoảng 3 ngày san then sủa yêu, khoảng 1 tuần y châu sủa yêu, hoặc là 1 tuần là lì bai y cơ lì bai sủa yêu, trong khoảng 1 tuần. Tiếp tục chúng ta có từ cụm từ nả y lê, loại nào, ví dụ bạn muốn mua loại nào thì eo mải nả y lê, thường là người ta bỏ chữ y, người ta đọc nhanh nả lê nả lê. Tôi muốn úa xẻng trưa nay, tôi muốn loại này. Xẻng này có nghĩa là muốn hoặc là nhớ. Úa xẻng tha tức là tôi nhớ anh ấy, hoặc là tôi nhớ chị ấy, tôi nhớ nó. Ví dụ tôi muốn mua cái gì đó, ví dụ tôi muốn mua bút là ủa sáng mãi y chữ bị, tôi muốn mua một cái bút, hoặc là tôi muốn làm một cái việc gì đó. Tôi muốn đi du lịch, ủa sáng chị lưu, tôi muốn làm công việc về điện tử, ủa sáng chạy điện tử công sư công trộn, tôi muốn làm việc ở một công ty điện tử chẳng hạn. Đấy là những cái mong muốn là tôi dùng từ xẻng. Xẻng nó khác từ yao. Yao là muốn bình thường, xẻng đây nó có mang tính chất là tâm tư tình cảm nguyện vọng, thương nhớ nhớ nhung hoặc là mong muốn trong tâm tư tư tưởng của mình thì dùng từ xẻng. Tiếp tục chúng ta có từ mầu giang sư là cái việc gì đó, tôi muốn làm cái gì đó có ý nghĩa chẳng hạn, 我想做某件事有意思, tôi muốn làm một cái việc gì đó có ý nghĩa, 我想做某件事有意思. Tiếp tục chúng ta có từ anh ấy, tha sự. Anh ấy là bác sĩ hay anh ấy là vận động viên hay anh ấy là giáo viên hay là anh ấy là luật sư. Ví dụ tha sư y cơ luy sư, anh ấy là một luật sư, anh ấy là một giáo sư. Tha sư y cơ giáo sư, anh ấy là một giáo viên. Tha sư y cơ lão sư, anh ấy là một công nhân. Tha sư y cơ cùng rấn, anh ấy là một ông chủ. Tha sư y cơ lão bản. Tiếp tục chúng ta có từ phèo leng. Phèo leng này thường sử dụng cho đối tượng là phụ nữ hoặc là cái gì đó đồ vật. Thường là người ta dùng cho người phụ nữ thì dùng từ phèo leng. Tha sư y cơ phèo leng cù leng.
Cô ấy là một cô gái đẹp. Thật sự cưa Pheo leng xéo chỉa. Cô ấy là một cô gái rất là đẹp. Tiếp tục từ xoại là đẹp. Thường là chúng ta có từ xoái cơ đúng không? Đọc là xoái ca đấy. Âm Hán Việt là xoái ca đấy. Là một anh chàng đẹp trai. Thật sự xoái cơ. Trinh nén đấn. Thật sự cưa xoái cơ trinh nén đấn. Anh ấy là một chàng trai. Là một người trẻ tuổi đẹp trai. Từ tiếp theo ơ xin là buồn lôn. Cái này là tính từ chỉ cảm giác. Ví dụ của chúa từ ơ xin, tôi cảm thấy buồn lôn. Ơ xin xẻng thụ có nghĩa là buồn lôn. Cảm giác là buồn chồn, buồn lôn. Chúng ta dùng từ ơ xin xẻng thụ. Tiếp theo chúng ta có từ xấu là xấu hoặc là xấu xí. Tha hấn xấu. Hấn xấu lại có nghĩa là rất xấu, tương đương với từ mấy hảo khan, đúng không? Mấy hảo khan có nghĩa là nom xấu, không đẹp, nhìn không đẹp. Bù hảo khan cũng là không đẹp. Chúng ta có thể dùng nhiều cách để thể hiện cái quan điểm của mình về một cái vật gì đó hoặc một người nào đó, đúng không? Anh ấy nhìn không đẹp, hoặc là cô ấy nhìn không đẹp thì dùng tha hấn xấu hoặc là tha bù hảo khan. Coi không đẹp. Cân hảo có nghĩa là đẹp hơn, tốt hơn. Ví dụ bạn làm như thế này thì tốt hơn. Nǐ zuyāng zuò gēng hǎo. Bạn làm như thế này thì tốt hơn. Bạn dùng cái này thì tốt hơn. Nǐ yōng zhē gē dōngxì gēng hǎo. Bạn dùng cái loại này thì tốt hơn. Tiếp tục gēng chà có nghĩa là tệ hơn hoặc là xấu hơn hoặc là càng tồi tệ. Cân nó chỉ thể hiện cái tần suất là hơn cái gì đó, xấu hơn để tệ hơn để tồi tệ hơn hoặc là gì khắc nghiệt hơn. Ví dụ thế, chúng ta dùng từ cân trước các cái tính từ. Ví dụ như bạn làm thế này thì là làm cho sự việc càng tồi tệ hơn. Nǐ zhuyāng zuò shí shì jīng gēng chà. Bạn làm như thế này thì để cho cái sự việc nó càng tồi tệ hơn. Tiếp tục chúng ta có từ tà xiǎo. Tà xiǎo là kích thước. Ví dụ cái hộp này là kích thước bao nhiêu? Zhè hě kǎ tóng dà xiǎo duō shǎo. Cái hộp này kích thước bao nhiêu? Zhè ge kǎ tóng dà xiǎo duō shǎo. Tiếp tục chúng ta có từ piān yì hoặc là guì. Piān yì là rẻ và guì là đắt. Gēng piān yì chẳng hạn thì là càng rẻ. Ví dụ mua càng nhiều thì càng rẻ đúng không ạ? Mải tua mải cân cân penny. Tua mải cân penny. Mua nhiều thì càng rẻ. Mua ít thì nó càng đắt đúng không? Bú tua mải bú tua cân quệ. Mua không nhiều thì càng đắt. Mua càng nhiều thì càng rẻ. Mải tua càng penny, mua nhiều càng rẻ, mua ít thì càng đắt. Ví dụ mải sảo càng quệ, mua ít thì càng đắt. Tiếp tục chúng ta có từ chỉnh chía là dọn dẹp. Ví dụ chỉnh chía can chỉnh là dọn dẹp sạch sẽ. Mấy can mấy chỉnh chía có nghĩa là không dọn dẹp. Cô ấy không dọn dẹp. Tha mấy yếu chỉnh chía can chỉnh. Cô ấy không dọn dẹp sạch sẽ. Chào cha sư tha mấy yếu chỉnh chía can chỉnh. Việc nhà cô ấy không làm dọn dẹp sạch sẽ. Chỉnh chía can chỉnh là eo chỉnh chía can chỉnh là
phải dọn dẹp, sạch sẽ. Tiếp tục chúng ta có từ trang. Trang là bẩn, hẩn trang là rất bẩn, căng trang có nghĩa là càng bẩn thêm, hẩn trang là rất bẩn. Chà lì, chai chà lì là thai trang, ở trong nhà nó rất là bẩn. Tì bản, thai trang, nền nhà rất bẩn. Chùa zì sàng, thai trang, trên bàn rất là bẩn. Cung chua ti phang, thay trang, nơi làm việc rất là bẩn. Tiếp tục chúng ta có từ hay an là tối. Hay an là tối. Tiếp tục chúng ta có từ leng là sáng. Thay leng là sáng quá. Đèn sáng quá là đèn tầng thai leng, đèn điện sáng quá hoặc là rất sáng. Họ chữ là ngon. Ví dụ, zi chai hen hao chi, món này hay là đồ ăn này rất là ngon. Hao chi, hao bu hao chi là có ngon hay không. Zi chai hao chi ma, món này có ngon không. Bu hao chi là không ngon, ngược lại với từ hào zi. Tiếp tục chúng ta có từ dũng nghị. Ví dụ, làm rất là dễ dàng, cái việc này làm rất là dễ dàng. Zi ge si qing rúng yi zuo, sự việc này rất là dễ xử lý. Đó, thì chúng ta có thể zi ge si qing rúng yi chú lì. Và ngược lại với từ dễ dàng thì không dễ dàng, thì chúng ta dùng từ bù dũng ý. Zi ge si qing bù dũng yi chú lì, sự việc này rất khó xử lý. Tiếp tục chúng ta có từ khuôn nán. Khuôn nán ở đây âm Hán Việt là khốn nạn, nhưng chúng ta không dịch là khốn nạn mà chúng ta dịch là khó khăn, vất vả. Ví dụ, zi ge si qing hen khuôn nán chú lì, sự việc này rất là khó mà xử lý. Zi ge si hen khuôn nán chú lì, việc này rất khó xử lý. Tiếp tục chúng ta có từ hảo và cha. Hảo ở đây là tốt, là đẹp, là rất. Cha là kém hoặc là khó hoặc là nghèo. Chúng ta có thể dịch này, nghèo hoặc là khó, thật là kém. Tiếp tục chúng ta từ khung hoặc mẻn, hai từ đối lập nhau. Đầy và hết. Khung là hết, mản là đầy. Ví dụ, mản chi là hết hạn, hoặc là tới hạn, chúng dùng từ mãn. Khung ở đây có thể là trống rỗng. Ví dụ như chúng ta có thể nói, chúng ta có thể sử dụng cái từ khung này là hết, trống rỗng. Ví dụ chúng ta nói là chi yếu quan khung lợ. Trong cái bình xăng không còn nữa rồi, hết rồi. Quan có nghĩa là cái bình, cái can. Chi yếu có nghĩa là xăng. Chi yếu quan, khung lợ là trong cái bình xăng trống rỗng. Từ mản này là đầy. Ví dụ, chung mản đó, có nghĩa là đã sạc đầy rồi. Ví dụ như chúng ta nói là sầu chi chung mản ten ạ, điện thoại cầm tay, điện thoại di động đã sạc đầy rồi. Tiếp tục chúng ta có từ nén chinh và lão, hai từ đối lập, già và trẻ. Lão này cũng có thể là cũ. Ví dụ, lão phớng hiệu có nghĩa là bạn, người bạn cũ. Từ lão là già. Lão dẫn là người già, ông già, cụ già. Nén chinh rấn là người trẻ, thanh niên. Lão sư chín có nghĩa là sự việc đã qua hoặc là sự việc cũ hoặc là cái việc cũ. Chứ chúng ta không thể dịch là cái việc già được. Lão ở đây nó có hai nghĩa, cũ hoặc già. Đối với người thì là già, còn đối với sự việc tính chất thì chúng ta nói là cũ hoặc là
Lão朋友thì chúng ta có thể dịch là nó là người bạn cũ hoặc là người bạn lâu năm hoặc là người bạn tức là thân thiết với mình thì người ta từ lão朋友. Tiếp tục chúng ta có từ trung hoặc chị. Chúng ta có thể nói cái từ trung là nặng, ví dụ cân nặng là thì trung, thì chúng ta có thể giới thiệu là thì trung liêu su cung chim nặng 65 cân. Chim ở đây có nghĩa là nhẹ. Tung si hẳn chim, đồ này rất nhẹ. Thank you.